từng có thời gian xuất hiện trong các phủ đệ dưới thời nhà Nguyễn, phát triển mạnh mẽ như một thú tiêu khiển thời thượng và rồi có một thời gian bị mai một. Đó là chặng đường trải qua của diều Huế. Những năm trở lại đây, thú chơi diều ở cố đô Huế đang hồi sinh, hình thành nên nhiều câu lạc bộ diều. Nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng, chủ nhiệm câu lạc bộ diều Anh Vũ, là một trong những tên tuổi quen thuộc trong giới chơi diều cố đô, khi đã góp phần hồi sinh, quảng bá diều Huế đi khắp muôn phương. Căn nhà nhỏ của nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng nằm ở bờ bắc thành phố Huế, với đầy ắp những con diều và dụng cụ làm diều. Gia đình nghệ nhân này đã trải qua nhiều đời làm diều. Đặc biệt, cụ thân sinh của nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng là cụ Nguyễn Văn Bê, người làm diều chứ danh ở cố đô Huế. Là giảng viên khoa hội họa Trường Đại học Nghệ thuật Huế, ngoài thời gian làm giảng dạy, anh đều dành cho đam mê làm diều, tham gia các triển lãm, hội diều trong nước và quốc tế. Trải qua 43 năm gắn bó với diều Huế, anh không thể nhớ hết mình đã thiết kế bao nhiêu cánh diều. Song với anh, đó là tình yêu và niềm đam mê đối với diều Huế. Năm 2012, nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phong tặng danh hiệu nghệ nhân diều Huế vì những nỗ lực hồi sinh, phát triển nghề làm diều ở Huế lên một tầm cao mới. Huế là một trong những cái nôi của sản xuất sinh ra cái trò chơi diều, thì nó là tồn tại rất là lâu, và cũng như cái anh em, cả anh em nghệ nhân thì rất là nhiệt tình tham gia và có cái ý thức là góp phần vào cái gì gìn giữ cái bản sắc văn hóa Huế. Thì đây là một trò chơi mang tính nhân văn, nó hòa quyện cái tình cảm giữa mọi tầng lớp, mọi người trong xã hội. Giữa bộn bề cuộc sống với gánh nặng mưu sinh, những nghệ nhân diều Huế vẫn quyết tâm phát huy giá trị bản sắc xứ Huế qua những cánh diều đầy màu sắc. Điều đó đã được thể hiện qua Festival Huế 2016 vừa qua. Không chỉ cố đô Huế mà những cánh diều của các nghệ nhân trên cả nước cũng đã tỏa sáng trong không gian đầy màu sắc của những cánh diều bay trên cầu Trường Tiền. Cùng với Festival Huế 2016 thì Festival Diều Quốc tế 2016 với chủ đề Bản hòa ca của những cánh diều cũng đã diễn ra, góp thêm một bản hòa ca của những đam mê và khát vọng. Tại lễ hội, quy tụ hơn 100 nghệ nhân diều nổi tiếng, không chỉ đến từ ba miền Tổ quốc mà cả các quốc gia trên thế giới như Canada, Đức, Singapore, Malaysia và Indonesia. Festival diều năm nay có sự tham gia của nghệ nhân Việt kiều Canada Lâm Gia Hoắc, một trong top 10 nghệ nhân chơi diều hàng đầu thế giới. Tình yêu với cánh diều tuổi thơ đã mang người con xa xứ trở về Việt Nam cùng những màn trình diễn điêu luyện diều khí động học trên không. Em quay về Việt Nam nhiều lần, thì mỗi một lần mang những thứ và nhiều kinh nghiệm để trao đổi với các bạn, và hy vọng các bạn ở Việt Nam và học hỏi để con diều của Việt Nam sẽ được tiến lên và xưng cánh với thế giới, làm cho đất nước chúng ta tự hào hơn. Cái hoạt động diều nó khá là đặc biệt, không phải là lúc nào nó cũng có. Mình nghĩ là cái lễ hội thả diều này nói lên một cái điều đó là khát khao về tự do, hòa bình. Tất cả quy tụ tại đây, dù là diều truyền thống, diều khí động học, diều nghệ thuật, diều điều khiển, thì tất cả đều cùng một đam mê, cùng một tình yêu với những cánh diều, và cùng một khát khao cuộc sống mãi thanh bình. Thanh thang trên những cánh đồng lúa, vi vu đón gió chiều lên, thả tuổi thơ vào bầu trời quê. Những cánh diều nhắc nhớ về những khoảnh khắc tuổi thơ đẹp của quá khứ, nhưng cũng gợi nghĩ suy về những khoảnh khắc thiếu vắng bóng diều của tuổi thơ hôm nay. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cô mẹ kể. Ngày ấy đâu rồi?